Mèo 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 rửa mặt như mèo, sau sau lăn chẳng được mẹ yêu. Khăn mặt đau mà ngồi liếm láp, đau mắt rồi lại khóc. Mèo mèo. Chào mừng các bạn đến với kênh dạy học mầm non. Mình tên là chị Ly. Hôm nay chúng mình sẽ học vẽ con mèo. Chị chào bạn chị Ly và chào các em. Hôm nay chị sẽ dạy các em vẽ con mèo. Trước khi chúng mình bắt tay vào vẽ, chúng mình cùng xem nhanh qua các bước nhé. Các em xem qua rồi có thấy dễ không? Các em cùng chuẩn bị giấy bút để chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên, chúng mình vẽ một lách cong tròn khép kín làm đầu bạn mèo. Tiếp theo, vẽ hai tai cho bạn mèo một hình tam giác ở bên phải và bên trái. Chúng mình sẽ vẽ chú mèo đang ngồi, vì vậy chúng mình vẽ một đường thẳng, lượn cong và đi lên thêm một đường khác. Như vậy làm hai chân trước của mèo, nối chúng lại bằng một nét ngang. Từ phần đầu bạn mèo, vẽ một đường cong xuống làm thân cho bạn mèo. Chúng mình vẽ một nét cong làm chân sau, một đường cong ở phía bên này nữa. Tiếp theo, chúng mình vẽ hai hình tròn nhỏ làm mắt mèo, một hình tam giác nhỏ làm mũi mèo. Từ mũi, chúng mình vẽ hai nét cong sang hai bên làm miệng mèo. Mỗi bên mình vẽ ba sợi ria. Ria rất là quan trọng với mèo, chúng giúp mèo định hướng và bắt chuột đấy. Vì vậy các em đừng có chọc mèo mà cắt mất ria nha, chúng sẽ không thể bắt được chuột đâu. Bây giờ chúng mình tô mắt màu đen cho bạn mèo nhé. Chúng mình vẽ hai hình tròn nhỏ ở bên trong cho mắt mèo thêm long lanh nha. Mèo có bộ phận nào đung đưa mỗi khi di chuyển hả các em? À, đó là cái đuôi. Chúng mình vẽ một đường cong dài lượn từ đầu này qua đầu này làm đuôi cho bạn mèo nhé. Chúc mừng các em đã vẽ xong hình dáng của bạn mèo rồi. Bây giờ chúng ta chuyển qua bước tô màu nhé. Các em thích tô bạn mèo màu gì? Chị sẽ lấy màu vàng tô cho bạn mèo. Nếu bạn nào thích màu đỏ, màu xanh, thậm chí là màu đen cũng không sao. Các em cứ thỏa thích tô màu mà mình thích nhé. Chị sẽ tô toàn thân cho bạn mèo, nhưng trừ đôi mắt. Bây giờ để cho bạn mèo xinh xắn hơn, chị sẽ tô vằn cho lông mèo. 3 vệt trên đầu, 2 vệt ở bên lưng này, cuối cùng mình cho 3 vệt ở trên đuôi. Tiếp theo, chị lấy màu nâu tô cho mũi mèo. Cuối cùng chị vẽ thêm móng cho bạn mèo. Mỗi chân của bạn mèo chị vẽ thêm 2 cái móng. Các em ơi, chị đã vẽ xong bạn mèo rồi đấy. Chúc các em sẽ vẽ một bạn mèo xinh xắn như thế này. Nếu các em thấy video của chị có ích, hãy đăng ký và like cho chị nhé. Tạm biệt các em.